Phòng khám yêu của truyền thông Nam Thầy Mộc xin trả lời bạn như sau. Em bị dư axit mặc dù đã ăn ít thịt và tập luyện, nhưng thời gian này lại thấy bệnh nặng hơn. Xin anh tư vấn. Thế thì cái đầu tiên là với những người bị dư axit trong ngực dạ dày thì cái suy nghĩ, đặc biệt là cái mà bạn đã biết giảm được ăn thịt là rất tốt rồi. Tuy nhiên giảm là như thế nào ạ? Một người ăn khoảng độ nửa cân thịt một ngày hoặc là 3 lạng thịt một ngày thì giảm ăn 2 lạng còn 1 lạng, hay là giảm ăn 1 lạng còn 2 lạng. Thì cái quan trọng nhất là giảm như thế nào. Hai nữa là giảm ăn thịt nó chỉ là một phần thôi. Cái phần kết hợp với nó nữa là cần là gì? Cần uống nhiều nước. Hai nữa là tập luyện thể dục, giúp hành khí hoạt huyết, giúp thông kinh hoạt lạc. Và bản chất cái axit, dư axit trong ngực dạ dày thực quản này nó liên quan trực tiếp đến cái việc là hội chứng thần kinh thể dục, hay còn gọi là stress. Nếu mà bị stress luôn luôn giảm như thế thôi, nhưng tập luyện thì tao không tập, nước uống cũng không quan trọng, không để ý lắm, đặc biệt là không lại ngủ muộn, chả có tác dụng mẹ gì cả. Và cái quan trọng nhất là cần phải tập luyện uống đủ nước và tập luyện, đặc biệt là hội chứng stress, lo lắng suy nghĩ nhiều quá đi gỗ đâu đấy, thả lỏng người ra, mặt tươi vui thả lỏng người ra. Bệnh của tôi là bệnh rất nhẹ, bệnh của tôi từ từ sẽ khỏi, hoặc là đọc bệnh dư axit của tôi là bệnh rất nhẹ, bệnh dư axit của tôi từ từ sẽ khỏi. Các anh chị sẽ không thể tưởng tượng được việc khi anh chị gõ sáng 10 phút, trưa 10 phút và đầu giờ chiều 10 phút thì các anh chị sẽ cảm nhận được khác hoàn toàn luôn. Vì những người mà hội chứng stress ấy, khi gõ vào đầu đọc, nó có thể rằng là nghe thì đơn giản thôi, nhưng miệng nói lời hay thì bao giờ tai cũng nghe điều tốt. Hai nữa là có những người mà người ta đọc kinh, người ta đâu có thấu hiểu được kinh, nhưng mà sao mà người ta vẫn lãnh hội được cái gọi là vô thức. Thế thì cái phương pháp PRG là phương pháp vỗ vào đầu, đọc những cái năng lượng tốt. Và quay ngược lại là gì? Ta đã là cái ta đã làm, ta sẽ là cái ta sẽ làm. Nghĩa là tất cả những ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ, mất tập trung của bạn, đặc biệt là nó gây ra tình trạng bệnh của ngày hôm nay, thì ta sẽ là cái ta sẽ làm là gì ạ? Mình sẽ thay đổi từ ngày hôm nay, tập luyện ăn uống, ngủ nghỉ, đặc biệt là thả lỏng cơ thể ra, buông bỏ bất cả những cái gì tham sân si đi, thì cái chứng bệnh này nó sẽ ok. Và đương nhiên rồi, muốn nhanh thì liên hệ trực tiếp đến phòng khám để lấy thuốc. Xin chào.